tí ca quân nhân nô a nu mô đàn tu chi răng rắc khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mai tí ca quân nhân nô a nu mô đàn tu chi răng rắc khan tu pa ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga Mahithika Punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang odu anagate Sà thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc đạo tràng được an vui trong suốt thời gian học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ma Thầy giá. Xin chào các học viên. Dạ, con kính dâng để sư ạ. À, xin chào. Giờ hôm nay thì chúng ta chuyển sang một phần mới, đó là phần học chính thức ở trong chánh tạng, tức là từ hôm đó nay chúng ta học, đó là phần cách học để mình vào đọc ở trong chánh tạng, tìm hiểu ở trong chánh tạng gì, nó giống như là cái chìa khóa để mình đi vào bên trong. Đó là bộ Thắng Pháp Tập Ý Luận, Abhidhamma Thát Sangkhaha. Thật ra thì ở trong bộ đó chúng ta mình học thì vẫn chưa hết, nhưng mà có thể đủ để chúng ta vào học ở trong cái quyển đầu tiên, cái phần cơ bản nhất trong vi diệu pháp, đó là bộ Dhammasangani. Thì ở trong bộ Dhammasangani này thì chúng ta có ba phần. Tham sang cái ni bộ pháp tụ này chúng ta có ba phần, tức là phần đầu đề tam, tika ma tika, gồm có đầu đề tam, tức là mỗi một đầu đề như vậy thì mỗi một nhóm pháp có ba câu, ba câu mình có 22 đầu đề tam thì có 66 câu pháp. Thứ hai đó là phần đầu đề nhị, Ukkhamatika. Trong phần đầu đề nhị này thì mỗi một đầu đề thì mình có hai câu pháp và mình có 100 đầu đề thì mình có 200 câu pháp. Phần thứ ba đó là phần nhị đề kinh, Sutantika, Ukkhamatika. Trong phần nhị đề kinh này thì mình có là 42 nhị đề, 42 nhị đề, 84 câu pháp. Thì trong cách trình bày ở trong đầu đề nhị này thì mình có trong bộ pháp tụ thì trình bày đầu đề tam trước, rồi sau đó đến đầu đề nhị và cuối cùng là đầu đề kinh, nhị đề kinh. Thì trong ba đầu đề này thật ra là đầu đề tam là cái phần khó nhất, nhưng mà trong bộ pháp tụ lại trình bày phần đầu đề tam trước. Thì bây giờ mình học cái dễ trước rồi mình sẽ học phần khó sau,
tức là mình sẽ học nhị đề kinh trước. Một phần nhị đề kinh này sẽ giúp cho chúng ta hiểu các tử mà mình đã đọc được kinh tạng, đã học kinh tạng trước đây, ví dụ ở trong Trung Bộ Kinh chẳng hạn, hoặc là ai đó làm đã đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì học đầu đề nhị này thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm cái các chi pháp ở trong bài kinh mà có đề cập đến chi pháp, vừa giúp chúng ta hiểu được rõ hơn theo cách ở trong được trình bày ở trong tạng kinh, và được trình bày theo chi pháp ở trong vi diệt pháp, tức là giúp mình hiểu rõ thêm rõ hơn ở trong phần kinh tạng. Đó là phần nhị đề kinh. Thì nhị đề kinh ở đây đó, thật ra là những con pháp mà rút ra từ ở trong kinh tạng thôi. Chỉ có điều là thay vì ở trong kinh tạng á, ví dụ như là trong Tăng Chi Bộ Kinh trình bày từ một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp tới mười mấy pháp, ví dụ 11 pháp, thì ở trong nhị đề kinh này á, thì chỉ trình bày ngắn gọn đó là mỗi một nhóm pháp thì chỉ có hai câu, tức là chỉ có hai trường hợp, chứ nó không có là ba trường hợp hoặc là bốn trường hợp. Nhưng mà trong trong lúc mình học như thế này thì nếu mà cái nào có liên quan đến ba trường hợp hoặc là bốn trường hợp thì sẽ nói thêm để mình nắm bắt thêm những chi pháp mà mình đã được học ở trong kinh tạng. Học cái phần này thì nếu mình nắm được nhiều chi pháp ở trong kinh tạng thì mình nói cái phần này mà liên quan đến kinh tạng thì rất là hay, sẽ mở rộng thêm cho cái phần mình hiểu rõ về kinh tạng. Thì ở đây nhị đề kinh là những câu pháp được rút ra từ trong kinh tạng, mỗi đề có hai câu pháp, có tất cả 42 nhị đề gồm 84 câu pháp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc phần một số câu pháp trước, rồi chúng ta sẽ học từng câu pháp sau ha, tức là học trong bài học trước đi, rồi sẽ cho ta sẽ thì ở đây sư đã có soạn cái phần cái file dành cho bài học. Thì ở đây cái số thứ tự ở đây là số thứ tự của mỗi một nhị đề, tức là từ 1 tới 42. Thì ở đây là bốn nhị đề đầu tiên, có thể là mỗi một buổi học thì chúng ta học, tại nó cũng đơn giản thì có thể học 2-3 nhị đề gì đó tùy theo. Tùy theo. Thì bây giờ mời lớp đọc cái phần nhị đề này trước. Nhị đề này trước. Giờ xưa đọc trước rồi mời các tử mình đọc, giơ tay lên để mình tập đọc, mình làm quen, vừa làm quen với từ ngữ Pali, vừa làm quen cái thuật ngữ được sử dụng ở trong vi diệt pháp. Bây giờ một phần đó là phải học thêm cái từ ngữ Pali, đó là vì các bản dịch đó, mình nhiều khi mình tham khảo bản dịch khác, người ta dịch khác nhau, tức là các bản dịch được dịch từ tiếng Anh thì nó khác xa với các bản dịch được dịch từ tiếng Pali. Thì chúng ta học luôn cái chữ Pali để chúng ta biết. Như đề thứ nhất đó là Vicca Pagino Thamma, các pháp phần minh. Vicca Pagino Thamma, các pháp phần vô minh. Vicchu Pama Thamma, các pháp, ví dụ điện chớp. Vachiru Pama Thamma, các pháp, ví dụ sấm sét. Pala Thamma, các pháp ngu nhân. Panita Thamma, các pháp hiện trí. Kanaha Thamma, các pháp hát. Sukha Thamma, các pháp bạch. Rồi lần nữa ha. Vicca Pagino Thamma, các pháp phần minh. Vicca Pagino Thamma, các pháp phần vô minh. Vachiru Pama Thamma, các pháp, ví dụ điện chớp. Xin lỗi, Vachu Pama Thamma, các pháp, ví dụ điện chớp.
Vajirupama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Pala Thamma, các pháp ngu nhanh. Pandita Thamma, các pháp hiện trí. Kanha Thamma, các pháp sắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc cái phần các đầu đề nghị này trước. Cô Phúc Vị Trung mời lớp đọc bài giúp sư. Nếu mà các tử nào có khả năng mình học thuộc luôn các câu Bali. Được càng luôn cả câu Bali tiếng Việt thì càng tốt. Học xong thì mình có một bài kinh tụng là 42 nhị đề kinh. Dạ. Dạ. Kính mời chị Kim Cúc lên đọc bài ạ. Dạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Vicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Vicchu Bama Thamma, các pháp ví vụ điển chớp. Vajiru Bama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiền trí. Kanha Thamma, các pháp hắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Dạ thưa sư con đọc xong rồi. Rồi, mời người. À, xin mời Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bài. Dạ thưa sư cho ngồi chỗ đây là ví dụ điện chớp hay là điện chớp sư? Câu số 2 á. Các pháp ví dụ điện chớp hay điện chớp? Điện. Dạ. Không phải điện đâu. Dạ. Câu thứ nhất. Vicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Câu số 2. Vicchu Bama Thamma, các pháp ví dụ điển chớp. Vajiru Bama. Vajiru Bama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Câu số 3. Pala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiền trí. Câu số 4. Kanha Thamma, các pháp hắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Dạ thưa sư cũng xin hết. Còn cảm ơn. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc bài ạ. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avicca, con xin đọc lại ạ. Câu thứ nhất. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Câu số 2. Vicchu Pama Thamma, các pháp ví dụ điển chớp. Vajiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Câu số 3. Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiện trí. Câu số 4. Pandita Thamma, các pháp hiện trí. Câu số 4. Kanha Thamma, các pháp hắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Dạ thưa sư con đọc xong rồi ạ. Dạ xin mời Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài. Câu 1. Vicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Câu 2. Vicchu Pama Thamma, các pháp ví dụ điển chớp. Vajiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Câu thứ 3. Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiền trí. Câu số 4. Kanha Thamma, các pháp hắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ xin mời Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin đọc bài. Vicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Avicca các pháp phần vô minh. Vicchu Pama Thamma, các pháp ví dụ điện chớp. Vajiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Bala Thamma, các pháp ngu nhân. Pandita Thamma, các pháp hiện trí. Kanha Thamma, các pháp hắc. Sukha Thamma, các pháp bạch. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Tô Quốc ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Vichcha phagino thamma các pháp phần minh. Avichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. Vichchu pamma thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru pamma thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala thamma các pháp ngu nhân. Bandita thamma các pháp hiền trí. Kanha thamma các pháp hắc. Sukha thamma các pháp bạch. Thưa sư, con xin nói ạ. Thưa sư, con xin đọc. Quý cha xin mời Hoa Nguyễn ạ. Con Hoa cho bé mình cứ đọc cái đi. Dạ dạ. Thưa sư, con xin đọc. Quý cha pha ví ngộ thamma các pháp gần mình. A quý cha Avichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. Vichchu pamma thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vichchiru pamma thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala thamma các pháp ngu nhân. Bandita thamma các pháp thiền trí. Kanha thamma các pháp hắc, Sukha thamma các pháp bạch. Dạ, xin mời Hoa Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Vichcha phagino thamma các pháp phần minh. Avichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. Vichchu pamma thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vajiro pamma thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala thamma các pháp ngu nhân. Banita thamma các pháp hiện trí. Kanha thamma các pháp hắc. Sukha thamma các pháp bạch. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Vichcha phagino thamma các pháp phần minh. Avichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. Vichchu pamma thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru pamma thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala thamma các pháp ngu nhân. Bandita thamma các pháp thiền trí. Kanha thamma các pháp hắc. Sukha thamma các pháp bạch. Dạ thưa sư, con đọc xong rồi ạ. Sukha dạ sukha dạ dạ thưa sư dạ con kính chân sư ạ. Dạ xin mời Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Vichcha phagino thamma các pháp phần minh. Vichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. Vichchu pamma thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru pamma thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala thamma các pháp ngu nhân. Pandita thamma các pháp hiền trí. Anha thamma các pháp hắc. Sukha thamma các pháp bạch. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ xin mời Galaxy. Dạ Galaxy có muốn đọc không ạ? Dạ con thưa sư, con xin đọc ạ. Vichcha phagino thamma các pháp phần minh. Avichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. Vichchu pamma thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru pamma thamma các pháp ví dụ sấm sét. Bala thamma các pháp ngu nhân. Bandita thamma các pháp hiền trí. Kanha thamma các pháp hắc. Sukha thamma các pháp bạch. Dạ con thưa sư, con đã đọc xong rồi ạ. Con kính tri ân sư. Dạ hết người muốn đọc rồi thưa sư. À.
Rồi chúng ta trở lại phần học nhị đề kinh đầu tiên. Nhị đề kinh đầu tiên. Thì, trong nhị đề đầu tiên này thì chúng ta có hai câu pháp, đó là Vicca Phagino Thamma, các pháp phần minh. Thứ hai đó là Vicca Phagino Thamma, các pháp phần vô minh. Thì ở đây mình thấy có cái chữ Bali ở đây đó, mình có cái chữ là cái Thamma là các pháp, đây nó dạng danh từ nam tính và chia ở chủ cách số nhiều. Phagino ở đây thì mình có chữ đó là Vicca với lại chữ Phagi. Vicca với lại Phagi. Vicca dịch nó là minh, Phagi hay là Phagat thì nó là Phật. Ở đây thì nó chia ở chủ cách số nhiều, cho nên chữ Phagi nó trở thành Ino, nó dễ, nó chia giống như là Siddhi. Nó đóng vai trò như là tính từ của chữ Thamma. Xin lỗi các pháp, cách thứ sáu chứ. Cách thứ sáu. Avicca Phagino Thamma, các pháp phần thuộc phần vô minh. Thì ở đây mình chỉ có hai cái chữ là Avicca thôi. Avicca thôi. Về các pháp mà thuộc về phần minh ở đây đó, thì cái chữ minh mà ở trong trường hợp này đó, cái chữ minh ở trong trường hợp này là chỉ cho tám loại minh mà ở trong bài kinh mà Tán Dương Ân Đức Phật đó, mình có cái chữ là Vicca Charana Sampanno, tức là Đức Thế Tôn ngài đầy đủ ba loại minh, tám loại minh và 15 cái hạnh. Thì cái chữ minh ở trong trường hợp này là chỉ cho tám loại minh đó. Còn các pháp mà thuộc phần minh ở đây đó là tức là chỉ cho các pháp mà nó tương ứng với minh. Tương ứng với minh. Tức là khi mà minh sanh khởi thì các pháp này nó sẽ cùng sanh với minh. Nói như vậy thì mình phải hiểu theo cái chi pháp của nó. Theo cái chi pháp của nó. Thì cái chữ minh ở đây đó là chỉ cho cái chi pháp của minh, đó là chỉ cho tâm sở tệ quyền. Rồi cái tâm nào mà nó có thể sanh khởi được cùng với tâm sở tệ quyền mà ở trong trường hợp mà liên quan đến các loại minh này. Thì được xem là nó là các pháp tương ứng với minh. Thì phần này đến phần chi pháp thì chúng ta sẽ coi thêm cái phần đó. Trước tiên đó là mình hiểu cái chữ minh ở trong trường hợp này đó, chữ minh ở trong trường hợp này làm chỉ cho cái tám loại minh ở đây là gì? Có đó là tại thường là mình gọi là ba loại minh, thường gọi đó là ba loại minh, tức là túc mạng minh, rồi sanh tử minh hoặc là thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh. Thường mình học ba loại minh đó, nhưng mà mình còn có tám loại minh khác nữa. Thật ra tám loại minh ở đây đó là nó cũng có ở trong ba loại minh đó, rồi nó cộng thêm các loại thần thông. Nhưng mà ở trong trường hợp này cái chữ nhà ná, cái chữ trí ở trong trường hợp này
nó được dịch, nó được hiểu giống như là cái chữ Vichcha, giống như chữ Minh, cho nên ở đây người ta dịch nó là Minh. Cho nên thằng trong cái phần mà liên quan đến cái diễn tả về cái sự chứng đắc ba loại minh của Đức Phật á, thì ba loại minh của Đức Phật á, thì cái minh thứ nhất á, là người ta sử dụng cái chữ trong trường hợp đó là chữ minh thứ nhất, thì sử dụng đó là cái chữ là Vichcha. Nhưng mà đến khi mà gọi là ví dụ như là túc mạng minh thì không có xài cái chữ Vichcha mà xài là Uppeniwasanusatiññana. Dù người ta vẫn dịch là túc mạng minh, thật ra cái chữ đó đúng làm dịch đúng theo cái chữ của nó, đó là cái chữ là túc mạng trí, tại cái chữ đó nó là chữ nhà nát. Mà có lẽ trong tiếng Việt mình, trong trường hợp này mình sử dụng cái chữ minh, cái chữ Vichcha nó bằng với cái chữ nhà nát. Chứ đúng ra là nếu mình dịch cho rõ theo từng chữ thì cái chữ minh là cái chữ Vichcha, còn chữ nhà nát dịch là trí. Thì ở trong tử Bali thì ở trong trường hợp đó người ta sử dụng là nó đồng nghĩa với nhau, cái nghĩa nó đồng nghĩa với nhau, nên là dẫn đến là trong bản dịch bình thường cái chữ nha ná này mình cũng dịch nó là minh luôn thay vì là dịch là trí. Thì thứ nhất đó là tuệ quán minh, tại quán minh tức là trí tuệ mà quán sát thấy được sự sanh diệt của các pháp, như là sự sanh diệt của danh sắc chẳng hạn, thì gọi là tuệ quán minh. Thứ hai đó là ý hóa minh, chi tô nha tha tâm minh. Chờ xin một tí nha. Ý văn minh ở trong trường hợp ý văn minh mano mới giết thi nhà nát, mano mới giết thi nhà nát. Ý văn minh trường hợp này, trong trường hợp này đó là chỉ cho cái loại thần thông mà có thể một thân mà biến ra nhiều thân, chẳng hạn giống như trường hợp mà ngày Chulapantaka mà một mình ngày mà hóa ra 1000 vị tên là Chulapantaka, mà đến khi người ta đến hỏi lúc mà Phật này, tại lúc đó chư tăng đi trai tăng hết, cho nên ở chùa chỉ còn một mình ngày thôi, và lúc đó ngài chứng được thánh quả là hán cùng với các loại thần thông này, các loại minh này, cho nên đến khi Đức Phật ngài cho người nhà mà đến thỉnh thì lúc bây giờ ngày hóa ra 1000 vị, mà 1000 vị đó là giống nhau hết, 1000 vị giống nhau hết, và khi mà người ta đến hỏi là vị nào tên là Chulapantaka thì cả 1000 vị đó đều nói tôi tên là Chulapantaka. Thì đó là cái ý quán minh. Còn biến quán minh ít thí, ít thí nhà ná, ít thí nhà ná ở đây đó là
các loại thần thông mà có thể bay trên hư không hoặc là hoạt động thổ. Các loại thần thông ví dụ như là trong trường hợp mà lúc mà chư tăng ngự ở thành nào xứ Verencha, lúc đó có cái nàng đói, rồi ngày một kiền liên ngày muốn đó là dùng cái tay để lật úp cái trái đất này lên, là dùng cái tay lật úp cái trái đất này lên, rồi Đức Phật ngài nói là vì chúng sanh ở trên trái đất này ông phải làm như thế nào, thì ngài nói bây giờ ngài gom họ lại hết để trên một cái bàn tay của ngài, rồi tay còn lại thì ngài lật úp cái trái đất lên để lấy cái phần dưới của trái đất đó lấy thức ăn để cúng dường cho chư tăng. Yeah. Thì cái khả năng đó là cái khả năng của biến hóa minh. Rồi thứ tư đó là thiên nhĩ minh. Thiên nhĩ minh nó còn có một cái cách gọi nữa, đó là thiên nhĩ minh tức là tai có thể nghe được âm thanh xa, âm thanh nhỏ, thậm chí là nghe được âm thanh của các loài thú. Đó là cái, như là hoặc là con người mình có thể nghe được âm thanh của các loài, các hàng chư thiên chẳng hạn. Thì đó là thiên nhĩ minh, khả năng của thiên nhĩ minh. Thứ năm đó là tha tâm minh. Tha tâm minh chê tô với danh nhà nó. Thì tha tâm minh đó là cái loại thần thông mà biết được tâm người khác. Ví dụ chúng ta học ở trong Trung Bộ Kinh mà Đức Phật ngày đi đến một cái hội chúng nào mà ngài hướng tâm đến, ngài muốn biết được cái tâm của người đó, thì lập tức ngài biết liền người đó đang suy nghĩ gì, đang muốn gì. Thì nhờ vậy mà ví dụ như là trong bài kinh Chăn Ki, lúc mà Bà La Môn Chăn Ki đi đến gặp Đức Phật, tại vì ông là một trong những Bà La Môn lớn tuổi và còn Đức Phật thì còn quá trẻ, rồi ông lại được tại Bà La Môn lại giai cấp cao, rồi ông được nhiều người tôn trọng, nhưng mà vì kính trọng Đức Phật, vì người Bà La Môn họ biết tại họ tin người có các đại nhân tướng đó là người có khả năng được thành Phật, cho nên đến khi họ gặp được Đức Phật thì họ tin là Đức Phật là người đã là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên ông mới đi đến đảnh lễ Đức Phật. Thì khi mà ông đi đến đảnh lễ Đức Phật xong á, giống như ông người sơ đó ông biết làm gì, thì ông mới suy nghĩ đó là tại hỏi pháp thì cũng chưa biết gì để hỏi, rồi một phần đó là lại hỏi á, thì sợ những người mà đi theo mình họ từng tôn trọng cung kính mình á, nói mình như vậy mà đi hỏi Sa môn Gotama là một người trẻ, cho nên ông cứ xoay qua xoay lại. Thì lúc đó ông mới suy nghĩ đó là ước gì mà lúc mình đành lễ Sa môn Gotama xong là Sa môn Gotama hỏi mình về những cái kinh điển Vệ Đà. Thì lúc đó Đức Phật ngài đọc được cái tâm lý của ông, khi mà ông đánh lễ xong ngài Đức Phật ngài hỏi liền, thì ông trả lời tại ông bật thông suốt kinh điển Vệ Đà mà hỏi là ông trả lời đâu đó đâu vào rõ hết và ông rất là hoan hỷ. Thì đó là cái khả năng của tha tâm minh và nhiều trường hợp khác cũng là ở trong kinh Trung Bộ, ví dụ như là lúc mà vương bài kinh số 58, lúc mà vương tử Pu Thí đi đến hỏi Đức Phật về những cái câu hỏi mà liên quan đến Đức Phật có nói lời nói mà người khác nghe không ưa thích, hay là lời nói mà người ta Đức Phật chỉ nói lời nói người ta không nghe không ưa thích, hay là chỉ nói lời nói mà người ta ưa thích thôi. Và cái câu trả lời đó là trả lời được nào cũng không được. Tức là nếu mà trả lời mà lời nói mà chỉ nói những lời nói ưa thích thôi, thì tại sao Đức Phật lại nói những lời nói mà làm cho Đại Bà Đạt Đa buồn? Tại lúc mà Đại Bà Đạt Đa sinh ra năm cái điều
cái điều liên quan đến ví dụ như là vị tỳ kheo mà phải sống ở trong rừng suốt đời, vị tỳ kheo phải đi khất thực suốt đời, tức là không có được nhận cái cúng dường tây tăng giống như chúng ta làm bây giờ vậy, rồi không được ăn thịt cá suốt đời chẳng hạn, thì Đức Phật ngài không chấp nhận và ngài cũng khiển trách, ngài mới nói là bây giờ vị nào thích cái sở hành nào thì cứ hành theo cái sở hành đó, thì làm cho đại bà ra giận và buộc. Thì nếu mà Đức Phật nói như vậy thì người ta sẽ bắt bẻ qua cái câu chuyện đó. Còn nếu mà Đức Phật ngài nói là ngài cũng nói lời nói mà khiến người khác người ta không ưa không thích, thì lúc đó người ta sẽ bắt bẻ đó là như vậy thì bậc chánh đẳng chánh giác cũng không khác gì người thường, vì người thường cũng có thể nói lời nói mà người ta không ưa không thích, tức là trả lại cái ở cái hướng nào thì cũng bị bắt bẻ cả. Dạ. Nhưng mà khi mà Vương Tự Bồ Tí đặt ra cái câu hỏi đó, Đức Phật ngài không trả lời, tại ngài biết rồi. Cho nên ngài mới hỏi lại đó là này Vương Tử, có phải chăng đây là một cái câu hỏi mà hai móc, tức là trả lời cái nào cũng không được. Dạ. Thì tức là trả lời cái nào cũng bị người ta bắt bẻ. Dạ. Thì đó là trường hợp mà cái khả năng của tha tâm minh. Dạ. Trường hợp thứ sáu đó gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh ở trong trường hợp này đã là chỉ cho người mà thấy được cái kiếp trước đây, kiếp sống trước đây của mình. Dạ. Ví dụ như là thỉnh thoảng chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ có những bài kinh mà Đức Phật ngài kể lại ở trong thời quá khứ. Trong thời quá khứ ngài, ví dụ ngài sanh ở gia đình một bà la môn, rồi đến bao nhiêu tuổi ngài có gia đình, ngài có bao nhiêu người con, rồi ngài hành cái ngành nghề gì, ví dụ ngài kể từng chi tiết ra. Từng chi tiết ra, hoặc là những trường hợp này chúng ta xem lại ở trong các câu chuyện bổn sanh mà Đức Phật ngài hay kể lại, thì đó là cái khả năng của túc mạng minh, tức là nói về cái đời sống trước đây của mình. Cái trường hợp thứ bảy đó là thiên nhãn minh. Cái thiên nhãn minh này thì nó còn có một cái cách gọi khác, thiên nhãn minh còn có một cách gọi khác đó là sanh tử minh. Nếu mà thiên nhãn minh thì biết là đếp chắc khu nhà nát, còn nếu mà sanh tử minh thì mình gọi là chú tu bó ba tá nhà nát, chú tu bó ba tá nhà nát, đó là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh này nó khác với túc mạng minh, đó là ở thiên nhãn minh á, thì người ta chỉ thấy được đó là thấy được cái sự sanh tử của sanh và sự chết và tái sanh của chúng sanh khác. Ví dụ như là Đức Phật đó là ngài biết được cái người này sau khi chết tái sanh về đâu, chỗ nào. Và cái khả năng này á thì biết rõ nhất thì chỉ có Đức Phật thôi, còn những người khác họ cũng biết nhưng mà biết rất là có giới hạn. Ở trường hợp này chúng ta thấy là ví dụ như là có một lúc mà ngài Maha Kassapa ngài cũng ngồi để ngài quan sát lại xem có những chúng sanh họ chết họ sanh về đâu, những chúng sanh này họ chết là sanh về đâu, thì Đức Phật ngài không cho. Nghe nói cái khả năng đó là không phải khả năng của một vị thinh văn, mà đó là cái khả năng của một vị Phật độc giác, một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Tại vì chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác thôi ngài mới có thể quan sát được hết những trường hợp đó. Còn những vị thinh văn thì cũng biết được nhưng mà nó hạn chế. Còn cái thứ 8 đó là lậu tần minh. Lậu tần minh ở đây tức là có cái trí mà có thể biết được đó là mình đã đoạn trừ các lậu hoặc ở cấp độ nào. Cho nên người mà đã chứng được cái thánh quả A-la-hán thì người ta sẽ biết rõ là mình đã đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc,
đã đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc, chứ không phải là có Đức Phật nói thì người này mới, tức là có Đức Phật xác định người này đã chứng đắc được thánh quả A La Hán thì lúc bây giờ thì người này mới biết, không phải như vậy. Mà khi mà đoạn trừ được thánh các lậu hoặc rồi thì vị này biết rõ là mình đã đoạn trừ các lậu hoặc vì có cái trí này, vì có cái loại trí này. Thì đó là tám loại minh, tám loại minh mà chúng ta đề cập ở trong cái chữ chữ minh này. Cái chữ minh này. Về chi pháp, các pháp thuộc về về phần minh á, thì giống như nói lúc nãy, thì cái chữ minh ở đây đó là, nếu mà tính theo theo nếu mà tính theo tâm sở tệ quyền á, mà tính tâm sở tệ tệ quyền á, thì nếu mà lấy chi pháp là tâm sở tệ quyền á, thì sẽ có những pháp mà nó có những tâm mà sanh khởi khi các loại thần thông đó, các loại minh đó có mặt. Dạ. Thì ở đây mình sẽ có đó là bốn tâm đại thiền hợp trí. Bốn tâm đại thiền hợp trí. Rồi mình có bốn tâm đại tố hợp trí. Bốn tâm đại tố hợp trí sanh ở trường hợp các bậc thánh A-la-hán. Rồi hai tâm thông, tại cái minh này thì nó liên quan đến các loại thần thông lúc nãy, để cho nên nó có cả hai tâm thông. Rồi tại nó liên quan đến cái lậu tận minh, lậu tận minh thì để biết được lậu tận minh mà đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc á, thì cái đó phải là A La Hán đạo, phải A La Hán đạo. Thì đó là cùng với 37 tâm sở phối hợp. 37 tâm sở phối hợp. 37 tâm sở này tức là nó sanh cùng với tâm sở tệ quyền. Rồi cùng với cái này nó không phải sanh một lượt là tất cả các trường hợp. Nhưng mà cái này là cái chi pháp tổng quát. Cái chi pháp tổng quát. Còn khi nó sanh khởi thì ví dụ ở trong 8 loại minh lúc nãy không phải là nó có một lần là có 8 như vậy. Mà mỗi một lần sử dụng là một loại minh nào đó hoặc là một loại minh nào đó thôi. Thì nếu mà minh nào đó sanh khởi thì nó sẽ có cái những cái tâm tương xứng mà nó sanh lên. Tâm tương xứng sanh lên. Thì đó là cái pháp thuộc về phần minh. Cái trường hợp thứ hai đó là các pháp thuộc phần vô minh. Phần vô minh. Thì các pháp thuộc phần vô minh ở đây trước tiên là nói về cái chữ vô minh. Cái chữ vô minh nếu mình tính theo cái chi pháp đó là tâm sở si. Tâm sở si là chi pháp của vô minh. Thì cái chữ vô minh ở đây á, cái chữ vô minh ở đây đó là thường làm được nghe đó là vô minh, tức là không biết các pháp đáng biết. Mà thật ra thường chúng ta ở trong kinh trình bày vô minh ở đây đó là tức là không biết về bốn đế. Khi mà không biết về bốn đế thì người ta gọi là vô minh. Giống như chúng ta mà chúng ta mặc dù chúng ta học Phật pháp, chúng ta hiểu pháp, nhưng mà bây giờ chưa có cái trí mà chứng đắc được được bốn đế đó, cho nên chúng ta vẫn bị vô minh này chi phối. Nhưng mà bình thường nếu mà nghe ai đó mà nói nặng cho mình cái người này bị vô minh quá làm buồn liền, nhưng mà thật ra người ta nói là sao, người ta nói là đúng, người ta nói là đúng, nhưng mà mình cũng chấp nhận đó. Còn các pháp thuộc phần minh ở đây, thuộc phần vô minh ở đây á, tức là cái pháp nào mà nó sanh khi mà vô minh sanh khởi, các pháp này có mặt cùng chung với nó, tức là tương ưng với vô minh, tương ưng với tâm sở si,
thì người ta gọi là đó là các pháp thuộc về phần vô minh. À, từ phần vô minh. Thì ở đây là tứ đế. Tứ đế thì mình đã học hết rồi. Mình có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế thì nếu mà chúng ta học thêm ở trong kinh chuyển Pháp Luân, đó là khổ đế tức là sanh già bệnh chết, thương phải xa, sầu bi khổ u não, thương phải xa, ghét phải gần, rồi cầu không được, hay là tóm lại năm thủ ứng là khổ. Đó là cách định nghĩa về khổ đế ở trong kinh chuyển Pháp Luân. Mà nếu mà chúng ta đọc trong thêm ở trong tinh yên bộ kinh á, thì chúng ta còn thấy là khổ đế còn được định nghĩa ở cái cách khác khác nữa. Ví dụ như là chấp thủ năm uẩn là khổ đế. Chỉ cái cách nói ngắn gọn, chỉ cái năm uẩn thôi, chấp thủ năm uẩn là khổ đế. Hoặc là ở trong bài kinh xứ, cũng ở trong tinh yên bộ kinh, ở trong phẩm trong tương ứng sự thật đó, trong tương ứng bộ kinh 5 đó, thì nói là sáu nội xứ là tứ đế. Sáu nội xứ là tứ đế, tức là có nhiều định nghĩa về tứ đế, nhiều định nghĩa về tứ đế ở nhiều cách khác nhau. Thứ hai đó là tập đế. Tập đế thì nếu mình đọc ở trong tương ứng một kinh, đó là tập đế ở trong bài kinh chuyển Pháp Luân, đó là tập đế là để chỉ cho, tập đế là chỉ cho dục cam tanh ha là dục ái, phao quá tanh ha là hữu ái, phi phao quá tanh ha là phi hữu ái. Thì ba loại ái đó được xem là tập đế, được xem là tập đế. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì mình có mà cũng có một cái định nghĩa về tập đế rất là hay, nhưng mà xưa đọc sau này thì mình mới gặp, tức là tập đế nó còn được trình bày theo pháp duyên khởi, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên hữu, hữu duyên thủ, thủ thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ não. Thì đó là tập đế, một cái cách định nghĩa tập đế theo theo duyên sinh. Rồi tương tự đối với diệt đế cũng vậy. Diệt đế thì ở trong kinh Tương Ưng Bộ, đó là khi mà dục ái, hữu ái hoặc phi hữu ái được đoàn diệt thì được xem là diệt đế. Trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng nói đó là, tức là khi mà vô minh diệt, diệt hành diệt, rồi cho đến hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết, sầu bi khổ não diệt, thì đó là diệt đế, cũng là một cái cách định nghĩa khác về diệt đế. Nhưng mà hầu như các kinh khi mà nói về đạo đế, hầu như các kinh khi mà nói về đạo đế thì đều đề cập đến Bát Chi Đạo. Bát Chi Đạo. Nhưng mà trong cái Bát Chi Đạo đó thì nếu mà theo Đại Kinh 40, Bài Kinh số 117, thì trong bài kinh đó thì phân tích đạo đế có hai trường hợp. Một cách phân tích cũng rất là mới, đó là mà ít có ai nói đến, ví dụ như là nói về chánh kiến, thì chánh kiến có này các thì theo chánh kiến có hai trường hợp, chánh kiến thuộc về hiệp thế, chánh kiến thuộc về siêu thế, rồi tương tự đối với các chi đạo còn lại thì có hai trường hợp như vậy. Thì khi mà không biết về bốn đế này, không biết về bốn đế này thì gọi là vô minh. Bốn đế này thì gọi là vô minh. Thì cách trình bày lúc nãy mình nói về bốn đế, đó là cách trình bày mà theo ở trong kinh tạng thôi. Sau này mà mình học về về
nếu mà học về bộ phân tích á, thì mình còn thấy là cách định nghĩa về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế nó khác với ở trong kinh tạng rất là nhiều. Mặc dù khi mà phân tích về chi pháp thì nó vẫn giống nhau, nhưng mà một cái cách định nghĩa rất là mới. Thì không biết về 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 tứ đế thì gọi là vô minh, còn người người biết được về tứ đế thì được gọi là minh. Thì biết về tứ đế ở đây đó là tức là biết bằng ba loại trí, ba loại trí mà ông Tứ Cát Tử mình học ở ở ở trong bài kinh học Bali ở quyển 3, mình học bài kinh mà tập dịch ở bài kinh chuyển pháp luân, nhưng đó mình có gặp cái từ là e one tipariwatang, tức là e one với tipariwatang, tức là ba chuyển đó. Ba chuyển đó, cái chữ ba chuyển ở đây, ba chuyển đó thật ra đó là chỉ cho ba loại trí biết về tứ đế. Thứ nhất đó là sự thật trí. Sự thật trí tức là biết là khổ đế là một sự thật, tập đế là một sự thật, diệt đế là một sự thật và đạo đế là một sự thật. Thì cái biết như vậy thì người ta gọi là sự thật trí. Thứ hai đó là phần sự trí. Phần sự trí đó là biết đó là cái đế nào cần phải làm gì. Ví dụ như là ở trong khổ đế thì mình có là gì? Parinyayan tức là pháp cần phải khổ đế, parinyayan tức là pháp cần phải liệu tri, tức là cần phải biết rõ. Còn là ở tập đế thì paha tập quan tức là pháp cần phải đoạn trừ. Ở diệt đế đó là sacchika tập quan, đó là pháp cần phải chứng ngộ. Rồi ở đạo đế đó là Pavi Tappang, tức là pháp cần phải tu tập. Thì trí mà biết được cái đó, bốn trường hợp ở trong tứ đế đó thì người ta gọi là phần sự trí. Dĩ tác trí các tác nhà nát, tức là trí mà biết được là mình đã chứng được, biết được đó là thí dụ như là khổ đế thì Parinyayan tức là biết rõ. Đây là khổ đế. Rồi ở tập đế thì biết rõ tập đế là đã được đoạn trừ, đã được đoạn trừ. Rồi diệt đế đó là biết là đã được chứng ngộ, và đạo đế đó là đã được tu tập. Thì cái trí mà biết được bốn đế qua cái khía cạnh đó người ta gọi là gì? Tắc trí là các tại nhà năng. Thì cách biết như vậy thì người ta cũng gọi là minh, cũng gọi là minh. Còn ngược lại thì nó là vô minh, ngược lại là vô minh. Về chi pháp thì giống mình nói lúc nãy, vô minh tức là chi pháp của nó là tâm sở si. Tâm sở si thì tâm sở si á, khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ sanh khởi cùng với 12 tâm bất thiện, tại vì tâm sở si á, nó thuộc về tâm sở bất thiện biến hành. Tâm sở bất thiện biến hành, cho nên khi mà nó sanh khởi á, nó sanh khởi cùng với 12 tâm bất thiện, mà 12 tâm bất thiện này á, khi mà nó có mặt, khi mà nó có mặt thì nó có mặt cùng với 26 tâm sở còn lại. Nó tùy theo trường hợp. Ví dụ ở trong tâm tham thì mình có bao nhiêu tâm sở, trong tâm sân có bao nhiêu tâm sở, trong tâm si thì mình có bao nhiêu tâm sở. Thì ở đây nó là một cái công thức chung, một cái công thức chung. Thì
các pháp thuộc thuộc phần minh hay các pháp tương ứng với minh á, tức là 12 tâm bất thiện này, 26 tâm sở này, khi mà nó sanh khởi thì nó sanh khởi cùng với tâm si, tâm sở si. À, cho nên người ta gọi nó là các pháp thuộc về phần vô minh là vậy. À, thì đó là cái nhị đề kinh đầu tiên liên quan đến minh, thì mình có hai câu pháp như vậy. Rồi bây giờ mình học bài thứ hai. Bài thứ hai là gì? Bài học. Đây, bài thứ hai đó là mình có nhị đề kinh thứ hai, đó là mình có hai câu pháp, đó là Vicchu Pama Thamma, các pháp ví dụ là điển chớp. Cái chữ Pakinino nãy nó là ở chủ cách số nhiều ha, chủ cách số nhiều chứ nó không phải là sở thuộc cách, chủ cách số nhiều nó quay trở là tính từ thì phải ha. Tại cái đó nó chia giống nhau. Sittino, Sitti, Sitti sa, Sittino. Cho nên xin lỗi. Câu số 4, tức là ở nhị đề kinh thứ hai này mình cũng có hai câu pháp, đó là câu số 3 và câu số 4. Thì mình có Vicchu Pama Thamma, các pháp ví dụ điện chớp. Vachiru Pama Thamma, các pháp ví dụ sấm sét. Ở đây thì mình có cái chữ Thamma thì nó giống nhau rồi. Ở đây mình có cái chữ Vicchu Pama. Cái chữ Vicchu Pama ở đây nó là từ ghép của cái chữ là quý chú với lại Upama. Upama là ví dụ, Upama là ví dụ. Còn cái ví chú ở đây là ví chú mà lúc mà chúng ta thấy là lúc mà trời sắp mưa, mình thấy có là cái chớp đó, thì người ta gọi là ví chú, là điện chớp. Ở đây cái ngày dịch nó là điện chớp. Thứ hai đó là cái chữ Vachiru Pama Thamma, thì mình cũng giống nhau với chữ Thamma thì mình có rồi. Upama ở đây nó là Vachira với lại Upama, rồi khi mà ghép lại thì người ta bỏ cái chữ A. Ở trên thì nó bỏ chữ U, ở dưới thì nó bỏ chữ A. Nhưng mà cái chữ U này, chữ U sau thì nó đều được trừ âm lên. Trên nó dạng là hai nguyên âm giống nhau, xóa nguyên âm trước, trừ âm nguyên âm sau. Ở trường hợp thứ hai đó là hai nguyên âm không giống nhau thì cũng xóa nguyên âm trước, trừ âm nguyên âm sau. Thì cái chữ Vachira này ở đây các ngài dịch là sấm sét. Cái chữ Vachira này nó còn có cái nghĩa là kim cương. Cái chữ Vachira này nó còn có nghĩa là kim cương. Ở đây này, muốn nói về cái mức độ sáng của nó. Để mất được mức độ sáng của nó. Mức độ chói sáng của nó. Thì ở đây cái sấm sét nó nếu mà so với cái điện chớp thì cái này nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn. Thì các pháp ví dụ điện chớp ở đây đó, cái điện chớp ở đây đó là mặc dù nó chỉ lé qua nhưng mà nó lé qua nhưng mà nó ít nhất là cũng có ánh sáng để mình có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy được mặc dù nó không có mạnh giống như là sét, nhưng mà thì cái ví dụ điện chớp ở đây á, là các ngài ví dụ cho cái tâm đạo khi mà nó sanh khởi
và nó tại tâm đạo khi nó sanh khởi thì nó chỉ sanh khởi một sắc na, sau đó thì nó mất đi, nó diệt đi. Và sau tâm đạo đó là tâm quả. Thì cái sanh mà một sắc na thì chúng ta thấy là chỉ một phẩy ngón tay như vậy thì cái tâm sanh khởi triệu triệu sắc na, trong khi đó tâm đạo nó chỉ sanh khởi một sắc na. Thì nó rất là nhanh. Và cái tâm đạo mà ví dụ điện chớp ở trong trường hợp này đó là chỉ cho ba loại tâm đạo ở phần đầu, tức là tâm đạo dị lưu, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai. Mặc dù nó không đoạn trừ được phiền não hoàn toàn, không đoạn trừ được phiền não hoàn toàn, nhưng mà ít nhất là nó cũng đoạn trừ một số phiền não. Phiền não. Còn cái các pháp ví dụ giống như sấm sét hồi nãy đó, tại sấm sét thì nó có ánh sáng mạnh hơn, hoặc là nếu mà chúng ta ví dụ giống như kim cương thì cái ánh sáng nó rực lên, thì được ví như là tâm đạo khi mà sanh khởi đoạn trừ hoàn toàn các phiền não, tẩy sạch hoàn toàn được vô minh. Thì để chỉ cho cái tâm đạo ưng cúng, tức là có cái sức mạnh có thể đoạn trừ được tất cả các phiền não. Thì nãy mình đề cập đến đến ba loại tâm đạo lúc nãy đó, tại nó liên quan đến 10 điều kiết sử, cho nên người ta liệt kê thêm tới 10 điều kiết sử thôi. Thì cái này dành cho những người mà mình chưa tìm hiểu về giáo lý nhiều thì mình biết thêm. Còn ví dụ như là ở bậc thánh tu đồ hoàng thì mình đoạn trừ được ba cái hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Ở bậc thánh tư đà hàm thì mình làm giảm nhẹ dục ái và sân. A na hàm thì đoạn trừ hoàn toàn là năm kiết sử, năm hạ phần kiết sử này. Mà ví dụ cái phần này, ví dụ như là nãy mà ví dụ ba tâm đạo đầu giống như là điện chớp, rồi năm tâm đạo a la hán thì đoạn trừ được hoàn toàn, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phun vật và vô minh, tức là năm cái hạ phần kiết sử. Nãy 10 kiết sử nãy đó mình trình bày theo ở trong tạng kinh, ở đây người ta còn trình bày theo cho mình nè. 10 kiết sử được đề cập ở trong vi diệt pháp. Thì mình có dục ái, sân, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thù ái, tật đố, bận sẻn và vô minh. Nhưng mà 10 kiết sử mà mình tính theo ở trong trong vi diệt pháp á, thì nó không có theo thứ tự theo cách đoạn trừ. Mặc dù mình thật ra nói là 10 kiết sử thì nhưng mà chúng ta gom lại á, thì nó vẫn là nằm ở trong tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm tham, tâm sân, tâm si thôi. Thì nếu mà chúng ta tính các bậc thánh đoạn trừ á, thì chúng ta tính theo cách khác, chứ không phải là tính theo thứ tự từ trên xuống giống như ở trong tạng kinh. Tức là trong quy vị pháp thì ví dụ như là mình nói bậc thánh tu đồ hoàng, bậc thánh tu đồ hoàng thì đoạn trừ được gì, thì mình sẽ lựa nó ra, đoạn trừ được tà kiến, đoạn trừ hoài nghi, đoạn trừ được giới cấm thủ, mình lựa nó ra như vậy. Rồi cái tật đố, cái bận sẻn á, thì nếu mình học ở trong tâm sở mình còn nhớ nó là nó thuộc về sân. Mặc dù có một số giải thích đó là bậc thánh tu đồ hoàng là không có bọn sẻ, không có bọn sẻ. Thì tại vì chúng ta thấy là bậc thánh tu đồ hoàng khi mà chứng được thánh quả tu đồ hoàng rồi mà gặp chư tăng á, nếu mà cúng dường á, thí dụ như là nhà chỉ có gạo đủ nấu buổi cơm cho gia đình thôi, nhưng mà về nấu xong rồi chỉ tăng tới đi bác,
là cúng dường, nếu mà cần thì cúng dường hết, không lẽ. À, thì cái cách giải thích đó nó cũng có cái lý của nó. À, với lại mặc dù nói bậc thánh tu đồ hoàng thì còn tâm sân, nhưng thật sự là mặc dù chưa đoạn trừ được tâm sân, nhưng mà nó giống là khi mà một số phiền não nó đã bị đoạn trừ thì những cái khác nó cũng bị ảnh hưởng, nó yếu đi, cho nó không có thô thiển giống như là người làm phu mình nữa. Nó vẫn có sự tác động. Thì cái đó mình chia nó ra, tức là mình muốn tính nó là bậc, các phiền não này được các bậc thánh nào đoạn trừ, thì mình mới chia nó ra, cái nào thuộc về phần tham, cái nào thuộc về phần sân, cái nào thuộc về phần si. Ví dụ ở đây chúng ta liệt kê đó là dục ái, ngã mạn, tà kiến, thủ ái là nó thuộc về tham, rồi sân giới cấm thủ, tật đố bọn sẻn thì nó thuộc về sân, rồi còn là hoài nghi. Ở đây mình chỉ có hoài nghi thôi là mình thuộc về si, thì nó vẫn đủ tham sân si. Nó vẫn đủ tham sân si. Đó là cách trình bày khác nhau. Thì nãy cũng đã nói rồi, cho nên ở đây mình chỉ các pháp ví dụ điện chế. Thì nãy các pháp bị các pháp ví dụ điện chớp là ví dụ cho ba tâm đạo, ba tâm đạo mà sanh lên mà sắc trừ phiền não. Có tại ở trong tâm đạo á, là nó có tâm sở tài quyền, có tâm sở tài quyền làm cái vai trò đó là sắc trừ phiền não. Cho nên ở đây đó là chi pháp của các pháp và ví dụ điện chớp là tâm sở tài quyền trong ba tâm đạo bậc thấp. Ba tâm đạo bậc thấp. Còn các pháp mà ví dụ sấm sét thì nãy mình cũng đã nói rồi, tức là chỉ cho tâm đạo của bậc thánh A La Hán mà đoạn trừ được tất cả các phiền não. Thì cái chi pháp ở đây đó là tâm sở tề quyền, hợp trong tâm đạo ưng cúng hay là tâm đạo A La Hán. Thì đó là phần chi pháp của cái đó là cái phần bài học của cái đầu đồ đề kinh thứ hai. Cái phần đầu đề kinh thứ hai này á, là cái ví dụ nó hơi làm cho mình khó hiểu, tức là cái điện chớp ở đây đó là để chỉ cho đó là cái tâm đạo, tâm đạo bậc thấp đó là sơ đạo, nhị đạo hoặc tam đạo. Còn sấm sét nó cũng đoạn trừ phiền não, nhưng mà nó chưa đoạn trừ được hết hoàn toàn. Ví dụ sấm sét là nó có cái sức mạnh hơn, ví dụ cho cái tâm tứ đạo đoạn trừ được hoàn toàn các phiền não, nó hơi khó. Qua cái thí dụ, thật ra những trường hợp này nếu mà không có giải thích thêm, mình đọc mình rất là khó hiểu. Nếu mà chỉ nhìn qua thí dụ đó, nhưng mà nhờ có cái phần giải thích thêm của ở trong phần tại sao cái phần trình bày chi pháp này, thì nó có cái phần giải thích ngắn rồi các nhà chú giải nhà đó mà giải thích thêm ra để chúng ta hiểu rõ hơn, hiểu rõ hơn, chứ không thì nó cũng khó hiểu. Đó là phần cái bài học thứ hai, cái nhị đề kinh thứ hai. Tại vì hôm nay chúng ta tạm học hai cái nhị đề này đi, rồi thì sau chúng ta sẽ học tiếp. Rồi xin mời lớp nghỉ, mời cô Phúc Việt. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về nhị đề kinh, gồm hai nhị đề phần minh và phần điển chớp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học nên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy, con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên.
Akasatha japomatha dekwana gamahitika Punyang no anumodan tujirang rakantu sasanang Akasatha japomatha dekwana gamahitika Punyang no anumodan tujirang rakantu no garo Akasatha japomatha dekwana gamahitika Bốn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khán tu nhá ta yô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khán tu nô sa đa Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa-thu. Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ Việt Nam. Dạ, buổi học đã kết thúc.